sớm nổi danh từ những vai diễn đầu tiên trên màn ảnh. Sau gần 30 năm theo nghiệp diễn, nghệ sĩ nhân dân Như Quỳnh đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng khán giả với những vai diễn tinh tế và có chiều sâu. Hiếm có nữ diễn viên nào giữ được tuổi nghề tỏa sáng lâu bền như chị. Và cũng hiếm có diễn viên nổi tiếng mà vẫn kín đáo, lịch lãm và mang đậm phong cách Hà Thành đến như chị. Như Quỳnh có một gương mặt biểu cảm như biết nói ngay cả khi im lặng nhất. Nhất là ở ánh mắt. Ánh mắt sáng bừng lên khi cười, mà khi buồn lại trở nên sâu thẳm. Một gương mặt ám ảnh, bởi ẩn sau đó là cả chiều sâu văn hóa và tâm hồn Hà Nội. Chẳng phải tự nhiên mà nhiều đạo diễn nước ngoài đã chọn Như Quỳnh khi muốn đề cập đến thân phận người phụ nữ Việt Nam. Bởi họ tìm thấy trong Như Quỳnh những nét đặc trưng nhất ở những người phụ nữ phương Đông. Thời gian này, Như Quỳnh đang làm bộ phim quà tặng với người đạo diễn trẻ Ngô Cường, Việt Kiều, Canada. Đây là vai diễn được viết riêng cho chị. Nhiều vai diễn đã được dành riêng cho Như Quỳnh ngay từ khi còn nằm trên ý tưởng. Có lẽ đó là hạnh phúc của nghề diễn hơn cả những danh hiệu mà Như Quỳnh không thiếu. Được làm việc chung với cô thì thấy sự chuyên nghiệp của cô và sự đạo đức diễn viên và sự đầu tư vào cách diễn của mình. Như Quỳnh thì là em nghĩ là đối với tất cả mọi người đạo diễn thì ai cũng rất mong muốn được làm việc với Như Quỳnh. Như Quỳnh sống cùng chồng và các con trong một ngôi nhà trên phố Hàng Đào. Một ngôi nhà mang tính hoài cổ. Nhưng sống trong đó, chị trông trẻ và nhẹ nhõm hơn nhiều so với những vai đã đóng. Vốn là con của những nghệ sĩ cải lương danh tiếng, nhưng quyết định đúng đắn nhất của chị là rẽ sang điện ảnh chứ không đeo đuổi nghiệp cải lương truyền thống của gia đình. Quyết định đó có được một phần nhờ những tác động của gia đình nhà chồng, nghệ sĩ nhiếp ảnh Hữu Bảo. Nhìn vào cuộc sống của gia đình Như Quỳnh, có thể thấy một lối sống trọng nề nếp và thẩm mỹ vẫn đang hiện diện giữa Hà Nội hiện đại. Một đến nhà Tràng An, tưởng chỉ còn trong hoài niệm, vẫn đang được gìn giữ. Bởi có lẽ, Như Quỳnh yêu và tôn trọng nếp sống Hà Thành xưa, như yêu và tôn trọng nghề diễn của mình. Tình yêu Hà Nội của tôi bây giờ là chính gia đình của tôi, là những đứa con của tôi mà tôi truyền cái tính cách Hà Nội, cái con người Hà Nội, cái người phụ nữ Hà Nội như thế nào để cho các con tôi nó hiểu và nó theo được cái nếp của bố mẹ từ trước đến giờ vẫn sống theo một cái tính cách người Hà Nội. Tôi cho cái đấy là cái rất là cần thiết. Gặp Như Quỳnh có cảm giác như chính chị là một phần của thành phố nghìn năm tuổi, như những dãy phố liêu xiêu trong những ngôi nhà hình ống sâu hun hút, những người phụ nữ đẹp dịu dàng, nền nã mà kiêu hãnh bước ra, từ tốn, hòa vào dòng đời tấp nập.